màu ảo được mang tên biển của tôi yêu. Như chúng ta đã biết, 3/4 trái đất của chúng ta là nước. Vì thế hệ sinh thái biển chiếm phần quan trọng trong việc tạo dựng nên sự phát triển của toàn nhân loại. Ấy mà thế, từ đấy bây giờ việc khai thác du lịch, hàng hải, lượng rác thải do du lịch, dầu nhớt do tàu thuyền tràn ra biển, sự đánh bắt quá mức thủy hải sản đã dẫn đến sự ô nhiễm của môi trường một cách nghiêm trọng, phá hủy môi trường sống của các loài thủy hải sản, làm giảm số lượng đáng kể những loài và chất lượng thủy hải sản. Bộ trang phục của người đẹp Tú Quỳnh như một lời kêu cứu cho hệ sinh thái biển. Hãy bảo vệ môi trường biển và cấm đánh bắt cá thủy hải sản một cách trái phép. Một tràng vỗ tay cho bộ đồ mang tên biển của tôi yêu quý vị ơi. Xuất khẩu lớn nhất nước ta. Niềm tự hào có từ ngàn đời ấy được người đẹp Ngọc Khánh đã biến những chiếc ống hút đã qua sử dụng thành một chiếc váy rực rỡ ánh vàng như những cánh đồng lúa chín, cùng với đôi cánh gò trắng như một niềm khát khao lúa gạo Việt Nam ngày càng phát triển trên thị trường quốc tế. Hãy dành cho người đẹp Ngọc Khánh một tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa quý vị ơi. Sông Cửu Long hiền hòa quanh năm vung bồi phù sa tốt tươi cho đất mẹ thêm màu mỡ, thuận tiện cho con đường giao thông phát triển thêm kinh tế, chính dòng sông chảy xuôi thuận tiện giao thông ôm trọn vùng đất quê ta thấm đượm tình người. Từ những nét đẹp đặc trưng của vùng đất miền Tây cùng sự tái sinh cho những đồ dùng đã bị bỏ đi, nhóm ma đã muốn nhắn gửi với tất cả chúng ta: rác thải từ nhựa là một thứ rất khó phân hủy và dần thay thế chúng bằng những vật dụng có thể tái chế và dễ phân hủy hơn. Hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ chính mạng sống của chúng ta và những người thân yêu. Bộ sưu tập là một lời cầu chúc tốt lành cho miền Tây nói riêng, Việt Nam nói chung và toàn thế giới sớm vượt qua đại dịch Covid. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho bộ sưu tập cổ lông đất Việt cho nhóm ba tối đêm nay quý vị ơi. Thank you.
sưu tập được làm từ những chất liệu, ví dụ như đây quý vị, đây là một bộ sưu tập của chị Ngọc Khánh nè, đó là làm từ ống hút quý vị nha, ở đây là full ống hút luôn đó. Rồi còn cái con rồng của Diva Khắc Thi là làm bằng cái ly và đúng cái đầu con rồng làm bằng cái chai quý vị, cái chai nước lớn quý vị nha. Rồi và những bộ trang phục này đều làm từ những vật dụng tái chế. Rồi cho Khắc Thi phát biểu đi kìa, phát biểu đi kìa. Không hỏi sao phát biểu má. Phát biểu gì mà phát biểu bà nội. Dạ kính thưa quý vị, đây là những vật dụng mà quý vị tưởng chừng là nó không còn sử dụng được nữa. Đặc biệt tại nhóm của chúng em đang đưa ra cho quý vị thấy là những vật dụng tuy là quý vị đang bỏ đi nhưng chúng em vẫn sử dụng tái chế bằng cách là bảo vệ môi trường. Những chiếc ống hút mà quý vị đang thấy là tượng trưng cho đồng bằng sông Cửu Long tại ruộng lúa của Việt Nam mình. Còn đôi cánh này thì cầu mong ruộng lúa Việt Nam mình sẽ vươn xa tầm quốc tế. Thì một lần nữa quý vị cho Ngọc Khánh một tràng vỗ tay quý vị. Và cái thứ tiếp, đây là một bộ đồ đang tượng trưng cho một biển đảo. Và đặc biệt hơn nữa thì quý vị thấy một cái đầm đen như thế này thì đó là những chất thải mà con người đã thải ra môi trường và làm biển ô nhiễm rất là nhiều. Và song song vào đó thì cái lưới đánh cá thì dướng những cái bao ni lông cũng như là những cái đồ rác thải làm chết những sinh vật cũng như là sinh hệ sinh thái tại Việt Nam mình. Cho nên đây là bảo vệ môi trường bằng cách giữ biển trong sạch. Thêm một lần nữa quý vị cho người đẹp Tú Quỳnh một tràng vỗ tay quý vị. Và kế bên đây, người đẹp Hoa Sen là người đẹp Tu Tú đang đại diện cho Đồng Tháp. Thì quý vị biết Đồng Tháp thì là một tỉnh rất là nhiều hoa sen. Và song song vào đó, người đẹp Tu Tú đã thổi hồn vào những cái chai nhựa và làm ra những cái bông sen tượng trưng cho nước Việt Nam của mình. Thêm một lần nữa quý vị cho người đẹp Tu Tú một tràng vỗ tay quý vị. Còn song song vào đó thì quý vị đang thấy là người đẹp Ai Trinh đang đứng trên hiện diện sân khấu này thì là những cái bao ni lông. Thì xin khuyến cáo quý vị mình đừng bao giờ bỏ bao ni lông ra bên ngoài mà hãy phân hủy nó đi quý vị, vì bao ni lông nó rất là khó phân hủy. Thì đặc biệt hơn nữa quý vị, để 10 năm, 20 năm, 50 năm sau nó vẫn còn. Cho nên mình phải bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe để hạn chế sử dụng bao ni lông. Mình chỉ sử dụng túi giấy, những cái túi nào mà phân hủy được. Thêm một lần nữa quý vị cho người đẹp Ái Trinh một tràng vỗ tay quý vị. Còn em thì đây là đại diện cho Cửu Long là chính dòng sông ở miền Tây của mình. Và cũng cầu mong cho quý vị gặp nhiều may mắn. Thì đặc biệt hơn nữa chúng em đưa ra chính cái hình đầu rồng. Em quyết định sử dụng chính cái đầu rồng là để ôm trọn lại đất mẹ. Và cũng như là một lời cầu chúc từ những cái màu vàng cánh kim như vậy, thì em cầu chúc cho miền Tây chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch, cũng như toàn Việt Nam và thế giới sẽ vượt qua đại dịch Covid lần này. Và cầu chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng ạ. Chơi chơi vỗ tay quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn đội thứ ba rất là nhiều. Vâng, rồi. Và bây giờ xin mời những cái đẹp che xuống rồi tháo đai ra bớt đi, rồi hát lô tô nè. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời một vị khán giả sẽ lên quay số để chúng ta bắt đầu dò số luôn rồi. Mời chị gái áo xám luôn nha chị nha. Rồi, chị lên đi. Chị cử một người, trời ơi, bà giơ tay tôi kêu bà ra bà suy nghĩ nữa. Vâng ạ. Rồi, và ngay bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu dò số. Và ai chưa có vé giơ tay lên liền quý vị nha. 5 phân vàng sẽ thuộc về ai? Hey! Từng con. Hey! Số chị ra mấy, chị đi cô với chị đi cô, số chị ra mấy, chị ra. Cô số chị ra lắng lặng mà nghe tôi yêu gà ra cô mấy. Cô mấy chị ra mấy, chị ra cô số chị ra. Cô số chị ra, đúng đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Đúng đúng là trời cho, không đúng là trò chơi. Số chị đây, cô mấy chị ra mấy, chị ra hết chứ chưa. Hết chứ chưa quay, bên nắng nó qua bên đây số chị đây. Cô mấy chị ra mấy, chị ra. Với anh em mãi là người tình cặp năm 45. Số đầu tiên 45. 45. 45 số gì đây, số gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Chàng về, chàng về, chàng có nhớ em về em nhớ. Hàm răng hô càng cười, còn 20, còn 20. Còn 20 đây, còn 20, còn 20. Còn 20, còn 20, còn 20, còn hai gì đây. Hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Lúc sau tâm ba nhà nhà mà phớt nước tiếng trước mà hậu sao. Tự mất tổng còn tự tôn mà tôn kéo ra 20 sao. 20 sao, 20 sao, 20 sao. 20 sao, 20 sao.
16 bóng máy gì ra, sốt gì ra, suy gì cần sốt gì ra, bún gì ra, rưỡi gì ra, bún gì ra, bún gì ra, hoặc tổng như lai hoa kết bàn tay nhấp ngay con thủy đồng. 41 số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, cúi đầu xin ăn thương làm lỡ chi gì quan trai hồn nhang như nào với cam chịu thầu đau. Con số sáu đường dài vượt cô anh không đơn nơi mấy nước kẹt con nước bên hết kể chuyện của mình không thèm riêng anh một mình thì con số chín còn số chín thì con số chín còn số chín còn số gì đây còn số chín còn số chín còn số chín còn số chín số gì đây 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 ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng xin chị trên kia quán em này không bán sầu riêng em đây chỉ bán chuối chiên 60 quyền quyền 60 á còn 60 thì còn 60 còn 60 còn 60 còn 60 còn số gì đây 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 con chua phải mặc áo chua con sải ở vật phải quét la đà là còn số ba còn số ba còn số ba còn số ba con số ba con số ba con mấy gì ra năm gì ra năm gì ra năm gì ra năm gì ra anh giờ đây tựa như cánh chim bay nhưng là bay về phương trời nào ta làm sao có nhau em biết làm sao năm mười sáu năm mười sáu con số gì đây số gì ở đây con số gì ra em ngã xuống như bao nhiêu người dùng đi sao nè cuối cùng em là những ngôi sao chứ bàn chân em dẫm nam vào bàn em mãi ngàn đời là người con gái Việt Nam thì con số tám còn số tám chưa có kinh nghiệm số tiếp số gì đây số gì đây chứ số gì đây số gì đây chứ số gì đây số gì ra em gian có lông xuyên măng mà ai đi cho đông nhớ cái quà với bà về tỉnh biên nhớ thương em Hà Tiên chiều trên đồng ruộng xanh áo bà ba em chịu hiền thôn nô mới nhớ ai đôi điều người em chưa mới Tân Châu có tôi xin đợi chờ điều có về quê hương đất miền Tây nhớ thương em nhiều người em tôi núi Sam đây con 18 còn 18 còn bốn gì đây bước vô ba bước ra mà ba bước bước vô ba bước ra mà ba bước thấy đang bỏ sạch thấy kiều liền gọi một ai.